Trời ơi, nhỏ xíu rồi nó là gì của mình rồi. Không có đi lên tàu á, chứ làm mấy đi. Có thằng chó ta không phải đâu, không có trai đẹp, có trai đẹp nó xin đi. Đúng rồi, cái công ty gì đâu mà kiếm trai đẹp không có. Còn người già. Nó già không à. Nói vậy rồi nói chuyện vô duyên nữa. Ai? Cái ông nội dí sửng á. Nói chuyện vô duyên à. Với ai mời em có duyên chị? Gái mình nói vậy đó mà đòi lấy chồng. Sorry sorry. Sao cái kìm mén vậy chứ? Sao kìm được ở, sao kìm? Ăn gì vậy? Kéo. Đó, đó, kéo đó, 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 đó. Đây, nó xin ngồi đây. Qua nó xin ha. Đó. Nó nghĩa ai nè. Không. Được the không á. Nói em xin vậy, không lẽ giờ không ăn nữa, không quê sao? Đây. Tao ăn mà tao ăn, tao đâu cần cái. Chú ăn nữa không chú? Ai cho hơi cho nó tỉnh. Anh đi chơi đi anh nghệ, cho khác em làm tiền đây. Mày làm gì? Có mối gì tao lấy chồng không? Anh đứng đây ngọ kia. Ơi mẹ rồi. Bây giờ anh áo mẹ, mẹ với nó nghĩ sao đi xuống Sài Gòn á, ông bỏ tao với em. Cái em đòi ăn, cái ông nói em ăn nhăn nhăn tối ngày, tao bỏ miệng đây luôn. Tao không nói câu đó nè, tao kêu mẹ ăn hoài có lớn rồi rồi em. Vậy đó, em nói em không cần lớn, em ăn cho vui thôi cũng được. Ăn hoài không lớn rồi em. Tao biết mày giờ còn lớn hơn chảo màu à. Hả? Hả? Từ từ mày sẽ biết. Lớn cái bụng nó biết chưa? Không mà anh phải đi câu ấy mẹ rồi thì khi nào em mới hoạt được cái bụng. Là ai biết? Bởi. Thì mày khỏi ăn đi. Nãy em kêu bấm vô cái lưng em đi không chịu. Em đi nãy em đi giá cái xưởng là người ta tiên truyền xong rồi. Rồi. Cái máy luôn, 358. Mì đỏ cơ thể bình thường. Nghe anh thì nói dùng chưa dán đâu, dán nó nghe ha. Ờ. Nó nói tấm bảng phải dán cho tấm bảng. Vậy hả? Tấm bảng này có tấm bảng nào không dán vậy? Tấm bảng này không có tấm bảng, không biết nào thì nữa, kêu cái tải trường hợp xem cái tải nó chảo qua mình dán. Không có tìm. Thôi thì bỏ tay. Tao bữa sau gửi. Gửi cho anh Nghĩa thì qua, anh Nghĩa ngày đi mới bận hồi đó vậy. Tao tới tao giờ lên Sài Gòn luôn, tao có đi. Đi luôn cũng được, nó đừng vô công ty thay đi làm nữa. Tao cũng đi luôn á, đừng mà xã tao đi luôn mày buồn. Không đứa nào kêu cho mày chửi. Đi ra chỗ khác cho em là mày coi. Mày làm việc gì? Mày làm việc gì ra trong phòng bên kia? Cái này là phòng bảo vệ nữa. Em là mày cái bảo vệ. Làm việc bảo vệ mày làm gì? Mày đâu phải dân sợ đâu, làm việc cái bảo vệ. Mày chỉ một phòng CS thôi. Mày làm việc trong nhà xưởng ha. Thấy cãi không lại rồi. Nhân sự có tính số kia mà đủ vậy. Ổng nói em nói dữ lắm chị, mà có bao giờ nói lại ổng đâu. Kệ, cuộc đời nghiệt ngã lắm chị. Mày qua là đời giỏi thật ra cái chuyện qua trước rồi. Em nói chuyện này trước hả? Cái chuyện qua trước kia cái chuyện này đâu. Bởi vì đừng có cãi đâu chị cho mà. Nghiệt quật thật đó, nghiệt quật. Nè, chữ sao kiếm chùa đầu gần, ra chùa bà, tụng kinh sớm mới là nghiệp đó tay. Bữa nay làm đi đi ra ngoài tụng kinh sớm mới. Anh đi với ông, em nói với chị hả? Là em riết luôn, không có là ông buồn. Ừ, bữa nay không đi chùa hả? Em á, em với... Đi hả? Chuyện với hai đi không? Hay đi. Đi nát luôn. Ủa rồi có theo em biết không? Đây đi, đi chơi vậy đó, đi. Em biết không? Tới đây chùa nó cầu duyên. Mà vô nó gặp thầy chùa, ối trời thầy chùa đẹp của trang quá. Bởi vậy sao gặp anh? Ở vậy không thầy chùa kêu. Tao bán cho mày ới luôn mày xuống gặp cầu quay. Chùa cho mày. Bởi vậy nghiệp quật mà, bởi vậy không nghĩ này. Thích rầm ngữ chân. Tức kêu lên nhìn nó không chung bụng cho bá. Đang bị diệt miệng đi. Thôi. Cái hồ ha, cái miệng bị giật có xảo quá ha. Cái miệng bị giật có xảo quá ha. Em nói bị nhiệt miệng. Gửi cho ai chú? Gửi cho ông Diễm. Nữa hả? Đi đâu Diễm nó cũng ám em hết chung. Dòng Diễm nặng. Diễm hay là chú Diễm? Diễm. Diễm, Diễm. À. Mất mất tầm xuất hiện. Giờ mà có vậy em cũng kêu đòi lấy chồng. Nữa chú mà coi cho em ha, chú mà phái em cái bạn lấy chồng một cái là em đi âm lại để cho anh Nghĩa nghe. Ừ. À khỏi. Mày đưa tay cho ổng coi nè. Rồi anh đi làm cho qua đi ngồi qua đi nghe, qua đi ngồi luôn. Con gà. Không có thằng. Con gà chỉ nấu cà ri thôi cũng làm được của mẹ hết. Vậy thì vô đi. Hỏi cao lắm là 16. Trời ơi, được 26 rồi. Chỉ làm 16 mà em đi được anh. Được hai len nãy anh được rồi thôi thôi vậy mình qua mình xem ngồi.
mà ngậu ra ác heo ra tí anh cũng đâu uống đâu, tí anh đi Sài Gòn rồi. Thôi cho chị Phượng uống giùm, có gì đâu đó. Bữa nào anh muốn anh nói với em. Ê, cho nó coi kìa, để nó ngại. Em không thích coi anh, anh nghẹ. Anh nghẹ. Quý dậu hả? Ngồi gì, ngồi gì. Tiên giáp này cũng đọc cái hậu lời nữa là sao?